cùng vào bếp với mình để mình làm món cá hồi sốt mắm tỏi nha. Ở đây thì mình có một lát cá hồi, mình sẽ ướp với một ít muối và tiêu cả hai mặt. Sau đó thì mình sẽ làm phần nước sốt. Nước sốt ở đây mình có nửa muỗng đường, một muỗng mắm, nửa muỗng bột ngọt, nửa muỗng tương ớt, nửa muỗng bột ớt và hai muỗng nước. Mình sẽ khuấy cái hỗn hợp này lên rồi tới phần chiên cá. Ở cái phần cá này nè thì mình sẽ áp vừa chín tới thôi, đừng để nó chín vàng quá thì nó sẽ mất đi cái độ ngọt của miếng cá ha. Mình sẽ áp chảo đều cả hai mặt cá rồi mình sẽ vớt cá ra. Bây giờ thì mình sẽ cho vào chảo một ít bơ nè, để cho bơ tan hết thì mình sẽ cho tỏi vào. Tỏi ở đây mình phi cho nó thật là thơm rồi mình sẽ cho phần nước sốt vào. Nước sốt mình sẽ khuấy đều lên, rồi mình cho cá vào, mình sẽ áp đều hai bên. Như vậy là món ăn này đã hoàn thành xong rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này của mình nha.